những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine ngày thứ 367. Tổng thống Ukraine rơi nước mắt trong ngày tròn một năm chiến sự. Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình của Trung Quốc về Ukraine. Hóa thân bơm hơi từ Cộng hòa Séc giúp Ukraine đánh lạc hướng quân đội Nga. Anh hối thúc đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên từ Ba Lan đã đến Ukraine. Ukraine thông báo chuẩn bị thực hiện chiến dịch phản công. Mỹ khấp khởi báo tin mừng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTT News. Tổng thống Ukraine rơi nước mắt trong ngày tròn một năm chiến sự. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 24 tháng 2, trong thời tiết giá lạnh âm u của thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu nhắn gửi thông điệp đầy xúc động đến quân đội và nhân dân của Ukraine tại quảng trường Sofia. Tổng thống Zelensky nói, "Tôi muốn nói với tất cả các bạn, những người đang chiến đấu vì Ukraine, rằng tôi tự hào vì các bạn. Tất cả chúng tôi tự hào vì các bạn." Ông Zelensky không giấu nổi sự xúc động trong buổi lễ kéo dài 30 phút. Ông rơi nước mắt khi trao huân chương anh hùng cho các quân nhân và cho cha mẹ các liệt sĩ. Ông rơi nước mắt khi quốc ca Ukraine vang lên. Những người tham dự cúi đầu im lặng trong một phút mặc niệm. Văn phòng của ông Zelensky cũng công bố một video phát biểu kéo dài 15 phút của ông với tựa đề "Năm bất khả chiến bại". Ngày này cách đây một năm, cũng tại nơi đây, khoảng 7 giờ sáng, tôi đã thông báo với các bạn một thông tin ngắn gọn, chỉ khoảng 67 giây. Ông nhớ lại ngày đầu tiên của cuộc xung đột mà hiện giờ trở thành cuộc chiến khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta sẵn sàng đương đầu với bất cứ thách thức nào. Chúng ta sẽ đánh bại mọi kẻ thù. Ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã bắt đầu như thế, ngày dài nhất trong đời chúng ta, ngày khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta bị đánh thức rất sớm và chưa thể ngủ ngon kể từ đó. Ông nghẹn ngào chia sẻ, gần như tất cả chúng ta đều có ít nhất một số liên lạc trong điện thoại mà đầu bên kia sẽ không bao giờ bắt máy nữa. Người đó sẽ không trả lời tin nhắn dạo này thế nào. Những từ đơn giản này đã trở nên đặc biệt ý nghĩa trong giai đoạn chiến sự. Ông cũng dành lời ca ngợi người dân Ukraine. Chúng ta đã trở thành một đội quân lớn, mỗi người mỗi việc, nhưng mọi người đều góp sức của mình. Chúng ta chống lại các mối đe dọa, pháo kích, bom chùm, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, mất điện và giá lạnh. Chúng ta mạnh mẽ hơn những thứ đó. Chúng ta không bị đánh bại. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trong năm nay. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ hai và trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Giới chức quân sự của phương Tây ước tính mỗi bên chịu tổn thất khoảng 100.000 binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng. Hàng chục ngàn dân thường có thể đã thiệt mạng, trong khi hàng triệu người phải tị nạn. Theo giới chuyên gia, với thế bế tắc dần co hiện nay, cuộc chiến ở Ukraine chưa thể kết thúc trong năm 2023 này. Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình của Trung Quốc về Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch hòa bình được Trung Quốc đưa ra cho cuộc xâm lược đang diễn ra tại Ukraine. Theo ông Biden, đề xuất của Trung Quốc chỉ mang đến lợi thế cho Nga. Đề xuất này không thể là một đề xuất có lợi nếu ông Putin bày tỏ thái độ hoan nghênh với nó. Tôi thấy đề xuất của Trung Quốc không có lợi cho bất kỳ bên nào khác, ngoài Nga, nếu nó được thực thi. Tổng thống Mỹ nói, đồng thời khẳng định ông đang phát biểu một cách hết sức nghiêm túc. Bên cạnh đó, ông Biden đã đưa ra lời cảnh báo với Trung Quốc nếu quốc gia này đồng ý cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Nga. Tuy không tiết lộ hậu quả cụ thể, ông gợi ý rằng Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc giống bất cứ quốc gia hoặc tổ chức nào khác có ý định cung cấp vũ khí cho Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng khẳng định hiện Mỹ không có bằng chứng về việc Trung Quốc đang tiến hành hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hỏa thần bơm hơi từ Cộng hòa Séc giúp Ukraine đánh lạc hướng quân đội Nga.
Một công ty từ Cộng hòa Séc đã gửi cho quân đội của Ukraine nhiều mô hình bơm hơi của các loại vũ khí hiện đại nhằm đánh lạc hướng quân đội Nga. Trang Defense Express đưa tin, một công ty của Cộng hòa Séc đã sản xuất và chuyển giao cho phía Ukraine nhiều mô hình bơm hơi của các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS và M270, cũng như lựu pháo M777. Các mô hình này cũng đã được nhìn thấy tại các khu vực tại Ukraine. Theo đại diện của công ty trên, năng lực sản xuất của đơn vị này cho phép họ chuyển giao cho phía Ukraine 35 mô hình HIMARS bơm hơi một tháng. Giá thành của một mô hình cỡ lớn có giá chưa bằng 1/4 giá của một tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu của những mô hình này rất đáng kinh ngạc. Đại diện của đội Ukraine cho biết, các mô hình bơm hơi đóng vai trò như những vũ khí mồi nhử trong biên chế của lực lượng này, không chỉ giúp đánh lừa hỏa lực Nga và khiến đối phương hao tổn đạn dược, các mô hình này còn giúp các radar phản pháo của Ukraine phát hiện tín hiệu của vũ khí Nga, qua đó đưa ra những đòn đáp trả phù hợp. Ukraine tiết lộ, kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra, Moscow tuyên bố đã bắn hạ hơn 40 tổ hợp HIMARS của Kiev. Con số này còn nhiều hơn so với số lượng hỏa thần HIMARS trong biên chế quân đội Ukraine. Vì vậy, Kiev khẳng định những mô hình bơm hơi trên đã giúp đánh lừa quân đội Nga rất nhiều lần và góp phần bảo vệ cho khí tài thực sự của Ukraine. HIMARS là tổ hợp pháo phản lực cơ động cao do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tổ hợp này có tầm bắn khoảng 80 km đối với đạn pháo thông thường và có thể lên tới 300 km với tên lửa chiến thuật. Sau khi được trang bị HIMARS, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường tiếp vận của Nga ở miền Nam, qua đó cô lập lực lượng phòng thủ thân Moscow trong khu vực. Chính vì uy lực mạnh mẽ của HIMARS, quân đội Nga đã thành lập một mạng lưới đặc vụ dày đặc với nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về địa điểm tập kích của pháo phản lực này. Vào cuối tháng 8 năm 2022, Cục An ninh Ukraine SSU cho biết các đặc vụ thuộc lực lượng này đã bắt giữ một điệp viên làm việc cho cơ quan tình báo quân đội Nga CIU tại vùng Mykolaiv. Theo SSU, người bị bắt đã được tuyển dụng bởi GRU nhằm thu thập tin tức tình báo quân sự, đặc biệt là vị trí của các pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Những thông tin thu được sau đó sẽ được chuyển cho đầu mối tình báo của Nga và được sử dụng làm cơ sở để quân đội của Nga thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa chính xác nhằm vào các tổ hợp vũ khí tầm xa lợi hại do Mỹ viện trợ cho Ukraine. Anh hối thúc đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Thủ tướng Anh thúc giục các đối tác G7 cung cấp vũ khí tầm xa hơn và đẩy nhanh viện trợ quân sự cho Ukraine. Để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này và tiến nhanh hơn tới ngày đó, họ phải giành được lợi thế quyết định trên chiến trường. Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào ngày 23 tháng 2 công bố nội dung phát biểu của ông trong một cuộc họp trực tuyến của G7. Đây là ưu tiên hiện tại của chúng ta. Thay vì tiếp cận từng bước, chúng ta cần đẩy nhanh viện trợ pháo binh, tăng thiết giáp và phòng không. Thông cáo có đoạn, những tuần tới sẽ khó khăn cho cả Ukraine và Nga. Giờ là lúc ủng hộ kế hoạch tái vũ trang, tái tập hợp và tiến công của Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin từ văn phòng Thủ tướng Anh. Sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, Anh là một trong số các quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với khoản tiền gần 2,8 tỷ đô la. Trong số khí tài Anh chuyển cho Ukraine có xe tăng chủ lực Challenger 2, pháo tự hành IS-90 và M109, pháo phản lực MLRS và hơn 10.000 tên lửa chống tăng các loại. Nga gần đây tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk cũng như một số khu vực tại vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23 tháng 2 thừa nhận tình hình một số nơi ở miền Nam khá nguy hiểm, miền Đông rất khó khăn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 2 thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân ra khỏi Ukraine với 141 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 32 phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc. Những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên từ Ba Lan đã đến Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã đăng hình công khai những chiếc xe tăng Leopard 2 do các đối tác chuyển đến cho Ukraine. Ông Shmyhal cho biết trên kênh Telegram, ông đã đón Leopard
cùng với đồng nghiệp người Ba Lan Mateusz Kwiatkowski, người đã đứng đầu chính phủ, cho biết một năm trước, xe tăng đã tiến vào Ukraine để tước đoạt tự do của người dân Ukraine. Hôm nay, xe tăng cũng đã tiến vào Ukraine, nhưng là để bảo vệ tự do. Bốn xe tăng Leopard 2 đầu tiên do đối tác cung cấp đã được chúng tôi đón tiếp cùng với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ông Smigan cũng chúc mừng các ekip lái xe tăng Ukraine đã có kinh nghiệm chiến đấu thành công. Cảm ơn các chiến sĩ của chúng ta vì sự bảo vệ đáng tin cậy. Chúng tôi biết ơn Ba Lan và tất cả các đối tác vì những bước đi quyết định đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn. Ông nói thêm, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ukraine, chúng tôi tiếp tục mở rộng liên minh xe tăng để trả lại tự do cho tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ukraine thông báo chuẩn bị thực hiện chiến dịch phản công. Mỹ khấp khởi báo tin mừng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo đang chuẩn bị chiến dịch phản công, trong khi Tổng thống Zelensky tuyên bố phải đánh bại lực lượng của Nga, theo hãng tin AFP. Trong thông điệp gửi lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Chernykov cho biết, một năm trước, chúng ta gặp nhiều khó khăn trong tiếp nhận vũ khí hiện đại. Giờ đây, các nước đang coi Ukraine là lá chắn phía đông của châu Âu. Sẽ có một chiến dịch phản công, tất cả đang nỗ lực chuẩn bị và sẵn sàng tiến hành nó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này phải chiến thắng để ngăn Nga tìm cách tấn công những vùng lãnh thổ từng kiểm soát trong quá khứ. Ông nói, chúng tôi đã chịu đựng và sẽ không bị đánh bại. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để giành thắng lợi trong năm nay. Các phát biểu được đưa ra trong dịp trong một năm Nga mở cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Nga gần đây tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, cũng như một số khu vực tại vùng Donbass. Tổng thống Zelensky ngày 23 tháng 2 thừa nhận tình hình một số nơi ở miền Nam khá nguy hiểm, trong khi miền Đông rất khó khăn. Giới quan sát cho rằng, thắng lợi trên chiến trường thời gian tới có thể được định đoạt bằng lượng đạn pháo, tên lửa trong kho dự trữ của mỗi bên. Các quan chức phương Tây nhiều tháng qua dự đoán, Nga có nguy cơ cạn kiệt đạn pháo và tên lửa dẫn đường tầm xa, khi nguồn cung từ ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng giảm. Các quan chức Ukraine của năm ngoái nói rằng, cơ độ nã pháo của Nga dọc mặt trận phía đông chỉ bằng 1/3 so với mùa hè, thời điểm Moscow tấn công dồn dập bằng hỏa lực pháo binh vượt trội. Dù đã tăng cường sản xuất đạn pháo, Nga rõ ràng chưa thể đáp ứng đủ mức tiêu thụ trên chiến trường, theo một quan chức phương Tây giấu tên. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Hoa Kỳ nhận định, tình trạng thiếu đạn pháo có thể khiến cho Nga khó thực hiện thành công cuộc tấn công nào trong thời gian tới, bất chấp dự đoán của Kiev rằng Moscow đang chuẩn bị cho đợt công kích lớn sau mùa đông. Ukraine cũng có thể gặp phải vấn đề tương tự. Dmitry Alperovich, người đứng đầu tổ chức tư vấn Silverado Bacilli Accelerator ở Mỹ, đã nói rằng phương Tây có đáp ứng đủ nhu cầu đạn của Ukraine hay không cũng chưa rõ ràng, đặc biệt khi các cuộc tấn công đòi hỏi lượng đạn rất lớn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.